làm đi chơi à. Nó uống vô thôi không chặt chẳng ai biết nữa chút xíu nữa. Thank you.
30 phút chưa? Còn cái gì nè, cơm ra rồi.
tụi thắng chưa? Tụi xong ra xé một chỗ bên này nó tụi người lấy máu kéo nó miếng gạo đúng gạo ở xíu gạo giặt ra này là anh thấy được cái gạo miếng gạo một chéo anh cho nó lấy bò sau vô dùng cho nó vô cái lưng vô dùng á tại cái bên đau bụng bò qua cái lưng cũng nước nè cũng nước mà ông trời xong ráng nha, rồi ra luôn nha, đi là đò đẻ nè. Ráng luôn, đừng có chặn ra, uống vô cái thôi, thở đi, chặn đi, chơi, đã, uống vô thôi, hấp dẫn. Biết nữa chút xíu nữa. Dán đi. Dùng gì cho được nè, kéo ra nè, dùng cái điện nè. Trước ba má không chịu giờ mình lau theo cái xác này mình hành nó được quá này anh chùa hả xong là chùa tu luôn cho theo cái xác này ai đưa mình vô chùa hồi lớn một chút đi ở gần cái chùa đó chùa nào chùa sáng này đi chùa tên gì chùa Di Lạc hả là mình ở gần cái chùa Di Lạc đó rồi xong mình vô đó mình theo đó mình tu không có vô được đứng ngoài đường cái xác mình tính vô trong đó đứng ngoài đường cái mình thấy mình theo luôn hồi đó là ba mẹ mình là to là mình có bầu trước là không cho cưới mình buồn quá mình uống phúc không có cưới luôn không có cưới luôn bên kia là không cưới luôn cho ba mẹ chửi mình rồi khóc rồi khóc ở nhà không đã mất từ mấy bao nhiêu năm mình nhớ không hai kiếp hả hai kiếp hơn trăm năm hả có mất người cũng khóc được giống như nghe không hơn trăm năm rồi làm đó cái nhân quả nó vậy
mình uống thuốc của mình chết là mình phải ôm đi vậy luôn, có bầu ôm đi vậy luôn. Chờ có ông mất cái gì mà nói được thì nói trong nhà không? Nếu không giờ thì hai mẹ con dắt nhau đi tu nha. Hòn này đâu anh? Hòn cái hòn này là nó cái chùa Di Lặc của cái xác này nè, là nó tới đến đi chùa mà đứng ngoài ngoài đó là cái hòn nó hồi xưa là nó chết ngay cái chùa gần cái chùa đó, cái đầu kiểu như là nó chết bị đại hòn á, cái là chùa nó kiếm ăn nó xin ăn á, là cái chùa ăn mà người ta cho vô chùa đứng ngoài đường mà trong khi cái xác này nó đi tới cái nó hạt duyên á, cái nó kêu về luôn. Mà giờ còn đang có thai là hồi xưa á, là hai kiếp trước á, là nó có bầu mà bên cái người kia người ta bỏ, cái đầu bên cha mẹ chửi không cho kiểu như không cưới hỏi không cho á, cái cha mẹ chửi nó cũng cái bà buồn quá, bà ra bổng phút mà tự tử bà chết, bà nằm đó đầy hòn nằm đó rồi hai kiếp rồi, hai kiếp hơn trăm năm, một kiếp là 60 năm, hai kiếp 120 năm đó, mình lấy theo mức trung bình của mình là 60 năm á. Còn nếu hơn hai kiếp là nó phải tầm từ 150 ha, tầm 150 năm, hơn hai kiếp nó chỉ đủ 3 kiếp. Mở can ngán chứ vừa mấy cái phần đẻ nè, nó vô cái xác chịu nổi đau dữ lắm, mở bao nhiêu phần đau lưng. Ủa hồi về chưa đâu là mà gặp phải cái thai khó thai đi ngược nữa chứ, người kiểu giống như người mình đây mà gọi là bầu ngược á, ngược cũng đi ngược cái đầu đi ngược nữa chứ.